mày nhà mày đời tao tao cần đầu đuôi thì mày trong mà bỏ tay. Anh bỏ tay ra, anh chỉ được phép đọc thôi. Đọc thôi. Thôi cầm cứ đọc. Đi mày đọc, đọc đi. Không có tính, không đọc đâu. Đi. Đó. Có thích đọc không? Đó, mày có thích đọc sao? Mày nhà mày tao cầm tao đọc thế mày mà nói ra. Anh đừng chửi, anh đừng chửi tôi. Anh đừng chửi tôi. Mày đọc đi. Mày nhà mày bỏ tao mất tí ra. Không. Mày đọc ra. Mày thích đọc sao? Không sớm đấy. Mày à, chúng mày đừng có bố láo với tao. Thì á? Hả? Thế làm sao tao phải trình bày với mày ra? Tại sao ông không ký mà ông cầm cái đọc của tôi ra? Đi mày, mà tao bảo tao cầm những cái xe tao mới đọc. Tại sao ông lại cầm nữa ông đọc của tôi? Hả? Ông không ký mà ông cầm cái đọc của tôi. Mày à, không phải chúng mày. Đi mày. Ông không ạ, tại sao ông không ký mà đọc cái này của tôi? Còn cái cơ là chúng mày không có đủ trình độ nói chuyện với tao. Thế tại sao ông không ấy mà đọc cái tài liệu của các mục của tôi? Địt mày à, mà tao bỏ tao xem mày bây giờ chửi tôi. Tôi sao mà mày chửi tôi? Mày không cho tao xem. Sao mày thấy tôi? Mày bỏ mày không cho tao xem. Địt mày à, mày chửi tôi mày thấy tôi. Làm sao mày thấy tôi? Địt mày à, mày bỏ tao mày chửi tôi nhá. Bảo bọn chứng kiến nhá. Mày bỏ tao mày đi. Mày à mày. Tại sao mày chửi tôi? Xe tao thứ mày bỏ thứ tao. Địt mày à, bỏ đi. Tất cả đưa lại mày cũng mày. Ngồi lên. 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 Ngồi lên.